Chào các em, hôm nay chúng ta đến với bài học tiếp theo trong chuyên đề hạt nhân nguyên tử. Chúng ta nghiên cứu về phản ứng hạt nhân. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào lý thuyết. Lý thuyết phản ứng hạt nhân là gì? À, phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi hạt nhân. Đấy, chúng ta sẽ có những hạt tương tác với nhau. Và sau khi bọn chúng tương tác với nhau xong thì chúng sẽ tạo ra những hạt sản phẩm. Và tượng trưng chúng ta có thể viết như sau: x1 cộng x2 ra x3 cộng x4. Lưu ý rằng các cái bên tham gia của chúng ta có thể nhiều hoặc là ít hạt hơn. Bên tạo thành cũng vậy, bên sản phẩm hạt tạo thành cũng vậy, cũng có thể là nhiều hoặc ít hạt hơn. Đúng không? Ở đây thầy viết một cách tượng trưng mà thôi. Các cái hạt x1, x2, x3, x4 tham gia phản ứng vào tham gia hoặc là tạo thành trong phản ứng hạt nhân của chúng ta ấy, chưa chắc đã phải là các hạt nhân thực sự. Đúng không? Bởi vì như sau, chúng ta có thể thấy rằng là có những hạt sau nó có thể tham gia vào phản ứng hạt nhân của chúng ta. À, đó là hạt proton thì dĩ nhiên đây là hạt nhân rồi, đây là hạt nhân của nguyên tử hydro, đúng không? Proton 11 hay là hydro 11 là như nhau. Đấy. Hạt nhân của nguyên tử hydro của chúng ta chỉ chứa một proton thôi, thế nên là 1 - 1 bằng 0, không neutron nào, đúng không? Hạt neutron của chúng ta không phải là hạt nhân đâu. Đấy. Tuy nhiên là nó có ký hiệu đó là chỉ số bên dưới bằng 0, điện tích của cái hạt neutron của chúng ta bằng 0, chỉ số bên trên chính là số khối của nó. Tức là tổng số proton của neutron dĩ nhiên là bằng 1, có 1 hạt neutron mà. Đấy. À, cái này là quan trọng này. Thằng điện tử của chúng ta, electron, rõ ràng nó không phải là hạt nhân, đúng không? Không phải proton cũng không phải neutron. Tuy nhiên, nó vẫn có thể tham gia vào phản ứng hạt nhân, do đó chúng ta phải ký hiệu cho nó. Và chúng ta thấy rằng hạt electron của chúng ta sẽ có ký hiệu chỉ số bên dưới sẽ là điện tích của nó -1. Đúng không? Chỉ số bên trên là 0. Chỉ số bên trên chúng ta vẫn có thể hiểu đấy là số khối được. Nhá. Bởi vì nó không phải là proton cũng không phải neutron, thế nên chỉ số bên trên bằng 0. Đấy. Và cái dòng hạt mà chứa các cái hạt electron của chúng ta ấy, người ta còn gọi đó là dòng beta trừ. Đấy, thế nên là chúng ta có thể ký hiệu một cách gọi là hiểu cách đại khái, beta trừ của chúng ta cũng chính là electron. Hiểu chưa nhỉ? Đấy. Một cái hạt gọi là phản electron hay còn gọi là positron. Nhớ tên của hạt này nha, phản electron. Thì nó khác với electron là nó mang điện tích dương thôi. Thì hạt này của chúng ta ký hiệu một chữ E cộng. Và chỉ số bên dưới sẽ là điện tích của nó cộng 1. Tuy nhiên cộng 1 này không phải là proton mà chỉ là điện tích thôi. Đấy chưa? Và chỉ số bên trên chúng ta thấy này, 0. Tức là hạt này không phải proton cũng không phải neutron. Tổng proton và neutron bằng 0. Đấy, và hạt này của chúng ta nếu như xuất hiện ở trong cái dòng tạo thành dòng thì người ta gọi là dòng hạt beta cộng. Do đó chúng ta có thể ký hiệu hạt này là beta cộng cộng 1 0 cũng được. Đấy chưa? Thì hai hạt này các em nhớ rằng không phải hạt nhân. Hạt này cũng thế, nhưng mà nó vẫn có thể tham gia vào phản ứng hạt nhân của chúng ta một cách bình thường. Đấy. Và cuối cùng là hạt nhân này thì quá quen thuộc, hạt nhân heli 24. Cái dòng mà chứa những hạt nhân heli 24 thì người ta gọi là dòng alpha, thế nên hạt alpha cũng là hạt heli 24, các em nhớ tên gọi cho thầy ha. Thế thì bây giờ chúng ta có thể lấy một số cái ví dụ về phản ứng hạt nhân. Ví dụ đơn giản nhất của chúng ta đây đó là hạt poloni đang đứng yên thì nó bị nổ thành hai mảnh alpha và hạt chì. Đấy. Và chúng ta sẽ gọi cái phản ứng kiểu như này gọi là phóng xạ. Chúng ta còn có cả phóng xạ beta cộng và beta trừ nữa cơ. Nhưng mà chúng ta hiểu phóng xạ là gì? Phóng xạ là một biến thành hai hoặc nhiều hạt. Đấy. Nên là những bạn nào mà người ta cho phóng xạ mà lại viết là bên sản phẩm ở bên tham gia mà lại nhiều hạt, xong bên sản phẩm chỉ tạo ra một hạt thôi là sai, nhớ chưa? Phóng xạ là một biến thành hai hoặc nhiều hạt, đúng không? Đấy, bên tạo thành, bên các hạt tham gia chúng ta là chỉ có một thôi, một hạt thôi. Đấy, còn bên sản phẩm chúng ta là nhiều hạt. Nhớ viết phản ứng cho chính xác nha. À, đây người ta gọi là phản ứng hạt nhân phóng xạ. Phản ứng hạt nhân tiếp theo, hydro 11 cộng hydro 11 ra hạt alpha 24, heli 24. Thì đây người ta gọi là phản ứng hạt nhân nhiệt hạch, gọi tắt là nhiệt hạch. Phản ứng này là xảy ra liên tục trên mặt trời của chúng ta để duy trì năng lượng của mặt trời, đúng không? Duy trì sự sống của mặt trời. Phản ứng mà dùng để làm bom nguyên tử ở đây, phân hạch, ví dụ thôi, các em tạm thời gọi là theo dõi ví dụ để biết xem phản ứng hạt nhân nó có kiểu kiểu như thế nào, chứ chúng ta chưa đi sâu vào những loại này nhé. Thì đây gọi là phản ứng phân hạch, dùng để làm cơ chế của bom nguyên tử của chúng ta đấy. Neutron 01 cộng với urani 92235 để mà tạo thành hạt y dài y ngắn, hai hạt nhân trung bình cộng thêm 3 hạt neutron. Đấy, một hạt neutron tham gia nhưng mà bên đây có 3 neutron. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy rằng các phản ứng hạt nhân của chúng ta có đặc điểm chung đó là
tổng số hạt của tổng chỉ số bên dưới của các hạt tham gia bằng tổng chỉ số bên dưới của các hạt tạo thành, đúng không? 84 bằng 2 cộng với 82, 1 cộng 1 bằng 2, đúng không? 0 cộng 92 bằng 39 cộng 53 cộng với 3 nhân 0. Đấy. Chỉ số bên trên cũng vậy, 210 bằng 4 cộng 206, 2 cộng 2 bằng 4, 1 cộng với 235, dĩ nhiên bằng 95 cộng 138 cộng với 3 nhân 1. Nói chung chúng ta có bảo toàn chỉ số bên trên và bảo toàn chỉ số bên dưới. Đấy. Thế thì cái bảo toàn chỉ số trên và dưới đó người ta gọi là gì? Thì chúng ta đi đến với các định luật bảo toàn. À, chúng ta có định luật bảo toàn thứ nhất, đó là bảo toàn chỉ số bên dưới, người ta gọi là bảo toàn biện tích. Tại sao mà chúng ta không gọi là bảo toàn số Proton? Bởi vì Z này chúng ta không gọi là Proton luôn đi. À, bởi vì là thầy vừa nói rồi, rất có thể hai thằng dở hơi E cộng E trừ nó tham gia phản ứng của chúng ta. Mà hai cái thằng này ấy, chỉ số bên dưới không phải là số Proton, đúng không? Trừ 1 ở đây và cộng 1 ở đây không phải là số Proton. Thế nên là nó mà tham gia vào phản ứng hạt nhân của chúng ta, hoặc là ở bên tham gia hoặc là bên tạo thành ấy, thì nó sẽ làm phản ứng hạt nhân của chúng ta không có bảo toàn số Proton. Do đó mà chúng ta không có bảo toàn số Proton. Được chưa? Nếu như người ta cho phản ứng hạt nhân của chúng ta mà không có sự tham gia hay tạo thành hạt E trừ E cộng, thì chúng ta kết luận là có bảo toàn số Proton. Được chưa? Còn tổng quát chung do những hạt này của chúng ta E cộng E trừ có thể tham gia, nên chúng ta mới nói là không có bảo toàn số Proton, mà chúng ta phải nói chung đó là bảo toàn điện tích. Nha. Chúng ta có bảo toàn chỉ số bên trên. À, bảo toàn chỉ số bên trên chúng ta vẫn gọi là bảo toàn số khối, hay là bảo toàn số nu của lông, hay là bảo toàn tổng số proton và neutron. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như có thằng E cộng E trừ này có tham gia hay tạo thành ở trong cái phản ứng hạt nhân của chúng ta thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì chỉ số bên trên của nó bằng không, đúng không? Thế nên chúng ta vẫn có bảo toàn số khối, bảo toàn số nu của lông, bảo toàn tổng số proton và neutron. Thế nói chung chúng ta không có bảo toàn số proton mà lại có bảo toàn tổng số proton và neutron, bảo toàn số khối. Thế nên dĩ nhiên cũng không có bảo toàn số neutron, đúng không? Có nghĩa là phản ứng hạt nhân của chúng ta nếu như có sự tham gia hoặc là tạo thành của thằng này này, thì làm cho phản ứng hạt nhân của chúng ta tăng thêm số proton bao nhiêu thì số neutron bị giảm đi bấy nhiêu, để đảm bảo tổng bọn chúng không thay đổi, tức là bảo toàn số neutron, số khối. Được chưa nhỉ? Và không có bảo toàn số proton và neutron. Đấy chưa? Chúng ta có định luật bảo toàn số 3 công nhận với nhau luôn, đó là bảo toàn động lượng. Đấy, động lượng của các hạt tham gia và tạo thành của chúng ta là tổng động lượng bảo toàn. Động lượng là gì? À, chúng ta nhớ là động lượng là vector, đại lượng vector bằng tích của khối lượng của hạt nhân với vận tốc của hạt. Động lượng và vận tốc là hai vector cùng chiều nhau. Đấy, và chúng chỉ có độ lớn lệch nhau bởi hệ số tỷ lệ m thôi. Và cuối cùng là chúng ta có bảo toàn năng lượng toàn phần. Được chưa? Chúng ta chỉ có 4 định luật bảo toàn này thôi, khi nói về phản ứng hạt nhân nói chung. Và các em nhớ rằng là không có bảo toàn khối lượng nữa. Được chưa? Và nhớ cho thầy, không có bảo toàn số proton, không có bảo toàn số neutron, và cũng không có bảo toàn khối lượng. Và nhớ cho thầy 4 định luật bảo toàn này. Còn nếu như bài người ta nói rằng phản ứng hạt nhân của chúng ta không có sự tham gia hay tạo thành của hạt E cộng hay E trừ, thì chúng ta kết luận phản ứng hạt nhân của chúng ta có bảo toàn số proton và có bảo toàn số neutron. Được chưa? Đấy, nhớ kỹ những gì thầy đã dạy. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái dạng bài tập rất là quan trọng nha. Chúng ta cùng vào các dạng bài tập. À, dạng bài số 1 đó là cân bằng phương trình phản ứng hạt nhân. Thì dạng bài này các em sẽ tự làm. Chúng ta sử dụng định luật bảo toàn điện tích chỉ số bên dưới và định luật bảo toàn số khối chỉ số bên trên. Các em tự cân bằng và đọc tên những cái hạt mà người ta yêu cầu chúng ta xác định, hoặc là xác định các cái hệ số trong các phản ứng hạt nhân của chúng ta. Các em tốt nhất là nên làm luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển tới dạng bài số 2 cho thầy. Dạng bài số 2 của chúng ta đó là năng lượng phản ứng hạt nhân. Thì đầu tiên là chúng ta phải nói với nhau về công thức tính năng lượng của phản ứng hạt nhân. Cái này là chúng ta đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần. Đấy. Sử dụng bảo toàn năng lượng toàn phần, định luật bảo toàn số 4, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ chấp nhận với nhau luôn công thức. Đó là nếu như chúng ta có phản ứng hạt nhân mà hạt X1 cộng hạt X2 ra hạt X3 cộng hạt X4, dạng hình thức là như vậy, thì năng lượng của cái phản ứng hạt nhân như thế này của chúng ta sẽ được tính toán qua một trong ba công thức sau. Các em thích dùng công thức nào cũng được, tuy nhiên phải chính xác thứ tự mà thầy đã miêu tả như ở đây. Thầy sẽ nói kỹ hơn.
Đó là năng lượng của phản ứng hạt nhân, chúng ta sẽ ký hiệu bằng chữ V kép. Đó. V kép là năng lượng của một cái phản ứng hạt nhân như thế này. Đấy. Thế thì đầu tiên là chúng ta có công thức số 1. Nếu như người ta cho chúng ta thông tin về khối lượng của các hạt nhân này, thì chúng ta lập tức lấy tổng khối lượng của các hạt trước trừ đi tổng khối lượng của các hạt sau. Được chưa nhỉ? Tức là mx1 cộng mx2 trừ đi mx3 trừ đi mx4. Chúng ta sẽ nhân với C bình. Đấy là dạng hình thức. Còn nếu như mà dạng tính toán thì chúng ta sẽ tính m trước trừ m sau theo u, rồi nhân với 931,5 là sau. Bởi vì một u là 931,5 m em vô chia C bình mà. Thế nên C bình sẽ tự triệt tiêu trong công thức đấy của chúng ta. Được chưa? Nhân với C bình là dạng hình thức để mà làm những câu hỏi về lý thuyết thôi. Còn dạng tính toán của chúng ta ấn máy tính ấy, thì các em sẽ tính m trước trừ m sau theo u, rồi nhân với bao nhiêu nhỉ? 931,5 là chúng ta sẽ có đơn vị của năng lượng phản ứng hạt nhân theo mev mev. Được chưa? Thì đấy là công thức số 1, luôn dùng được. Công thức số 2 của chúng ta ở đây, đó là chúng ta sẽ đi lấy năng lượng liên kết của các hạt sau trừ đi năng lượng liên kết của các hạt trước. Được chưa? Đấy, tức là E3, delta E3 cộng với delta E4 trừ đi delta E1 trừ đi delta E2 nếu như phản ứng hạt nhân như thế này, đúng không? Rồi chúng ta sẽ có đó chính là năng lượng phản ứng hạt nhân. Đấy, hoặc là nếu như bài cho chúng ta độ hụt khối thì các em cũng đã biết cách làm chuyển từ độ hụt khối của hạt sang năng lượng liên kết của các hạt rồi. Mà cách nào nhỉ? Chúng ta lấy độ hụt khối tính theo u rồi nhân với 931,5. Ở đây dạng hình thức là chúng ta nhân với C bình. Chúng ta lấy độ hụt khối của các hạt sau phản ứng trừ đi tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng. Nhớ chưa? Đây là sau trừ trước. Thằng này là trước trừ sau, để ý nhá. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhân với C bình dạng hình thức, còn thực ra chúng ta nhân với 931,5. Trong công thức số 2 này thì các em lưu ý rằng là năng lượng liên kết, độ hụt khối, năng lượng liên kết riêng của các hạt proton hay neutron, đây là những hạt đơn, thế nên là bằng 0. Nó là hạt đơn đúng không? Thế nên là cần gì có sự liên kết đâu. Độ hụt khối bọn chúng bằng 0 và năng lượng liên kết riêng, năng lượng liên kết cũng bằng 0 hết. Nên là người ta không cho thông tin về sự liên kết của hạt này là các em đừng moi ra, để bảo đề bài thiếu thì chết dở. Đấy chưa? Đề bài không phải thiếu mà là năng lượng liên kết của bọn này bằng 0. Thì đấy là công thức số 2. Và chúng ta có công thức cuối cùng là công thức số 3. Chúng ta sẽ lấy, nếu như bài cho chúng ta thông tin về động năng của các hạt, thì chúng ta sẽ lấy tổng động năng của các hạt sau phản ứng trừ đi tổng động năng của các hạt trước phản ứng. Lưu ý rằng là những hạt nào đứng yên, người ta cho đứng yên thì động năng bằng 0. Cái này chắc em đã biết, bởi vì động năng của chúng ta có công thức tính là gì nhỉ? K. Động năng tính là bằng công thức 1/2 M nhân với tốc độ của hạt bình phương. Đây là công thức tính động năng. Thế nên hạt nào đứng yên thì động năng bằng 0. Và các em thấy rằng là công thức số 1 thì mới là trước trừ sau, còn các công thức sau của chúng ta đều là sau trừ trước hết. Các em thích dùng công thức nào cũng được, tuy nhiên thông tin người ta cho về cái gì thì các em mới nên dùng công thức đấy, chứ không thì không có thông tin sao chúng ta dùng được, đúng không? Đấy. Thực tế thì công thức số 1 là luôn dùng được, còn công thức số 2 là chỉ dùng được trong những phản ứng hạt nhân mà không có sự tham gia hay tạo thành của hạt E cộng E trừ, hai cái thằng hạt dở hơi mà thầy nói ở trong phần lý thuyết đấy, thì chúng ta mới được sử dụng công thức số 2 và số 3. Đấy. Nếu như bài cho chúng ta phản ứng hạt nhân không có sự tham gia tạo thành của các hạt E cộng hay E trừ. Tuy nhiên, hầu hết đề thi của chúng ta khi nói về tính toán năng lượng phản ứng hạt nhân thì các cái phản ứng hạt nhân người ta cho luôn không có sự tham gia hay tạo thành của hạt E cộng hay E trừ, và không có sự hấp thụ hay là bức xạ photon tia gamma. Thế nên là đó là những cái thông tin chung mà người ta cho chúng ta từ trước giờ rồi, các em không phải lo về vấn đề đấy, nhớ chưa? Các em tính một cách thoải mái luôn. Đấy, nhớ ba công thức này của chúng ta luôn dùng được, bởi vì là các phản ứng hạt nhân của chúng ta luôn cho rất là thỏa mãn những điều mà thầy vừa nói. Được chưa nhỉ? Đấy, thì các em nhớ cho thầy là thông tin người ta cho về cái gì thì các em phải sử dụng theo công thức đấy. Và thứ hai nữa là các em phải nhớ là đúng thứ tự cho thầy. Đấy, công thức số 1 này mới là trước trừ sau, còn hai công thức sau của chúng ta ở đây là sau trừ trước hết. Đấy, cho thông tin về sự liên kết hay là động năng thì nhớ phải lấy sau trừ đi trước. Đấy. Thế thì các em phải lưu ý nữa ở đây là người ta có thể hỏi chúng ta về phản ứng hạt nhân của chúng ta là tỏa hay thu năng lượng. Thì nếu như chúng ta tính V kép theo đúng như các công thức ở đây, phải chuẩn luôn, thì V kép của chúng ta mà ra dương thì chúng ta kết luận đây là phản ứng tỏa năng lượng, không phải tỏa nhiệt đâu nha. Nhiều bạn cứ dùng cái từ tỏa nhiệt, nhiệt là trong môn hóa thôi, còn trong phản ứng hạt nhân của chúng ta thì năng lượng nó có gì nhiều dạng lắm,
nhiều dạng, nhiệt chỉ là một dạng thôi. Đấy, động năng cũng là dạng năng lượng, khối lượng cũng là một dạng năng lượng, tất cả đều là năng lượng hết. Đấy, thế nên chúng ta phải nói chính xác đó là tỏa năng lượng cho nó tổng quát. Còn nếu như V kép của chúng ta mà nhỏ hơn 0, đúng không? Thì chúng ta sẽ kết luận đây là phản ứng thu năng lượng. Đấy. Và bây giờ các em phải nhớ cho thầy những công thức ở đây, và chúng ta sẽ đi vào các ví dụ, rồi sau đó các em sẽ tự làm các bài tập tự luyện luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ 1. Bài cho chúng ta phản ứng hạt nhân deuteri 12 cộng li ti 36 ra hạt nhân heli 24 cộng với hạt x gì chưa biết. Nếu như bạn nào đã làm dạng 1 rồi thì các em nên, thầy dạy đến dạng nào các em làm luôn cái dạng đấy cho thầy, được chưa nhỉ? Rồi so sánh với đáp án luôn. Thì các em dễ thấy rằng là người ta đã cho khuyết hạt x thì chúng ta dùng định luật bảo toàn 12 bảo toàn chỉ số dưới và chỉ số trên để xác định được hạt x này, và chúng ta thấy hạt x này cũng là hạt nhân heli 24, hạt nhân alpha. Đấy. Người ta cho chúng ta là biết khối lượng của các hạt nhân deuteri, liti, heli trong phản ứng hạt nhân trên của chúng ta lần lượt là đã biết. Bài yêu cầu chúng ta A, tính năng lượng của phản ứng hạt nhân trên. Chúng ta làm luôn ý A này. Rất là đơn giản, năng lượng của một phản ứng hạt nhân trên của chúng ta sẽ được tính toán theo công thức số mấy các em nhỉ? Người ta cho chúng ta thông tin về khối lượng của các hạt nhân. Tức là chúng ta dùng công thức số 1. Vậy là chúng ta sẽ tính được V kép, năng lượng của phản ứng hạt nhân theo công thức số 1. V kép sẽ bằng M trước trừ đi M sau nhân với C bình. M trước là M deuteri cộng với M li ti. M sau của chúng ta là hai cái hạt heli. Chúng ta trừ đi hai lần khối lượng của hạt heli. Đúng không? Rồi chúng ta nhân với C bình là dạng hình thức thầy trình bày trên bảng thôi. Còn dạng chúng ta tính toán là chúng ta sẽ tính cái khối lượng này theo U, rồi chúng ta nhân với 931,5 là xong. Và các em dễ thấy cái tổng bên trong ngoặc của chúng ta đây là ra 0,02, các em ấn máy tính đi, 0,02762 U, đúng không? Rồi dạng tính toán chúng ta là nhân với 931,5. Đấy, và chúng ta sẽ có đây là 25,73 gì đấy mép mF vuông. Đấy. Vậy chúng ta có năng lượng phản ứng hạt nhân là 27,73 mF vuông. Đó là ý A của chúng ta. Nếu như đáp án người ta hỏi ra joule thì các em nhớ được cái công thức đổi của chúng ta đó là 1 mF vuông. 1 triệu mF vuông. 1 eV thì bằng 1,6 x 10 vũ trừ 19 joule. Còn 1 triệu eV, 1 mEV, 1 mét sẽ bằng 1,6 x 10 vũ trừ 13 joule. Đúng không nhỉ? 1 triệu thôi. Thì các em nhớ đổi ra joule. Nếu như đáp án của chúng ta nó là joule. Nhá. Chúng ta đến với IB. IB người ta hỏi chúng ta là tính năng lượng tỏa ra khi có 1 gram heli tạo thành. Trong IB này của chúng ta nó khác IA ở chỗ là IA là tính năng lượng của một cái phản ứng đấy thôi. Một hạt deuteri cộng một hạt liti sinh ra hai hạt nhân alpha. Nhưng mà ở IB của chúng ta là tính năng lượng tỏa ra khi mà có rất nhiều hạt heli tạo thành. Một gam heli tạo thành là bao nhiêu hạt vậy? Chúng ta có công thức tính số hạt heli trong một lượng chất nào đấy rồi. Số hạt heli, n heli sẽ là bằng. Chúng ta lấy khối lượng của hạt heli 1 gam chia cho số khối. Chính là khối lượng của một mol. Đúng không? Số khối chính là khối lượng một mol. Một mol heli của chúng ta nặng mấy gram? 4 gram. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 1 gram chia cho 4 gram là ra số mol heli. Mà một mol heli là bao nhiêu hạt? Đó là số Avogadro hạt, 6,02 x 10 mũ 23 hạt. Một mol là một bọc hạt mà trong đó chứa 6,02 x 10 mũ 23 hạt. Lý thuyết thầy đã dạy các em cái này rồi đúng không? Thì bài trong cái bài cấu tạo về hạt nhân ấy, thầy đã nói rồi. Đấy. Và cứ một cái bọc hạt như vậy, 6,02 x 10 mũ 23 hạt như vậy thì nó nặng xấp xỉ số khối gram. Đấy, và là 4 gram. Và bây giờ chúng ta nhân với bao nhiêu? 6,02 nhân với 10 mũ 23. Các em có nhớ là lấy khối lượng chia số khối nhân với 6,02 x 10 mũ 23 là chúng ta sẽ có được số hạt của cái chất mà chúng ta đang cần tính toán. Đúng không nhỉ? Thì đây chính là số hạt. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng là có cần thiết là số phản ứng hạt nhân đúng là như thế này không? Để mà tạo ra được bằng này hạt heli không? Không phải.
Cái mục tiêu của chúng ta bây giờ sẽ phải là tính được số phản ứng hạt nhân để tạo ra số hạt heli như ở đây, đúng không? Bởi vì năng lượng của một phản ứng hạt nhân tỏa ra là chúng ta đã tính được ý A rồi. Thế nên bây giờ chúng ta chỉ cần tính toán số phản ứng hạt nhân cần thực hiện để tạo ra số hạt nhân heli như ở đây là xong. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là một phản ứng hạt nhân tạo ra được mấy hạt heli cơ? 2 hạt heli. Thế nên số phản ứng hạt nhân của chúng ta không cần thiết là bằng như thế này, mà chỉ là bao nhiêu thôi? À, số hạt nhân heli chia cho 2. 2 chính là số hạt heli mà tạo ra được bởi một phản ứng hạt nhân. Chúng ta suy ra số phản ứng. Đấy. Cái này là cái quan trọng đúng không? Số phản ứng, thầy đặt tên là N phản ứng. Sẽ bằng số hạt nhân heli cần tạo ra chia cho 2. 2 chính là số hạt nhân heli tạo ra bởi một phản ứng. Và chúng ta sẽ có, các em tự tính ra cho thầy cái chỗ này nhá. Cái này thầy chưa có bấm vội. Rồi ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có năng lượng khi mà có 1 gram heli tạo thành, thầy ký hiệu chữ là tổng V kép đi. Khi mà có 1 gram heli tạo thành, tổng V kép của chúng ta chính là bằng 1 V kép năng lượng của một phản ứng nhân với số phản ứng, đúng không? Đấy, chúng ta lấy thằng nào? Rồi nhân với thằng nào? Được chưa? Tức là 1/4 nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23 chia cho 2 đấy. Và chúng ta sẽ ra được ở đây đó là 25,73. 25,73 mà nhân với 25,73. Đấy. Nhân với số phản ứng hạt nhân 1/4 nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23 chia cho 2 là số phản ứng. Chúng ta sẽ ra là 1,936 nhân với 10 mũ 24 mép. Đấy, đáp án có thể người ta hỏi chúng ta ở joule thì sao? Chúng ta đổi ra joule bằng cách nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. À, xin lỗi, trừ 13. Đúng không? Và chúng ta sẽ có ở đây là 3,1, đúng không? Nhân với 10 mũ 11 joule. Đấy, đáp án sắp xỉ như vậy. Đó là ví dụ 1, chúng ta đến với ví dụ thứ 2. Bài cho chúng ta phản ứng hạt nhân GT cộng deuteri ra hạt heli cộng hạt nhân XY cộng thêm 17,5 mét. Người ta mà cho cái cộng thêm 17,5 mét phía bên phải như thế này thì chúng ta hiểu đây là phản ứng tỏa năng lượng tỏa ra 17,5 mét. Có nghĩa là V kép của chúng ta là dương và bằng 17,5 mét. Còn nếu như mà có một cái số liệu kiểu như vậy, 17,5 mét chẳng hạn mà nó nằm phía bên trái, cũng như là phía bên các hạt tham gia, thì đó là phản ứng thu năng lượng. Do đó V kép của chúng ta sẽ ra ra âm trừ 17,5 mét. Trong bài này là phản ứng tỏa năng lượng đúng không? V kép của chúng ta bằng 17,5 mét. Đó, chúng ta có V kép bằng 17,5 mét. Dương cũng nghĩa là phản ứng đơn tỏa năng lượng. Được chưa? Người ta cho như vậy. Và chúng ta phải xác định ngay hạt X của chúng ta. À, hạt X đây là hạt 01, đúng không? Chúng ta cân bằng phản ứng hạt nhân, chúng ta thấy X là hạt 01, là hạt neutron. Mà các em lưu ý cho thầy, cái hạt này của chúng ta thì có năng lượng liên kết độ hụt khối bằng 0. Thế nên là người ta không cho độ hụt khối hay năng lượng liên kết của thằng này đâu. Nhiều bạn đến đây là bảo thiếu đề, do không nắm chắc lý thuyết thế nên bảo nó thiếu đề. Không phải, nó bằng 0 là do nó là hạt đơn. Hạt đơn nên người ta không cho năng lượng liên kết hay độ hụt khối. Không phải là thiếu đề, nhớ chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta thấy người ta cho biết độ hụt khối của các hạt GT deuteri là 3 chấm. Đã biết rồi. Bài hỏi chúng ta năng lượng liên kết riêng hạt nhân heli. Rõ ràng là thông tin về các hạt này người ta không cho về khối lượng, cũng không cho về động năng, có nghĩa là công thức 1, 3 không dùng. Ở đây chúng ta dùng công thức số 2, có nghĩa là thông tin về sự liên kết của các hạt, đúng không nhỉ? Sự liên kết của các hạt công thức số 2. Công thức số 2 là gì? V kép của chúng ta bằng năng lượng liên kết của các hạt sau trừ đi tổng năng lượng liên kết của hạt trước, tổng năng lượng liên kết của hạt sau. Là gì? Đó là delta E heli cộng với delta E của hạt neutron bằng 0 rồi, thế nên là chúng ta không viết vào, trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hạt trước phản ứng GT và deuteri. Delta E GT trừ đi
tiếp delta E được từ gì? Được chưa? Rồi. Thế mà chúng ta đang cần tính delta E heli, năng lượng liên kết của thằng hạt nhân heli, để tính năng lượng liên kết riêng bằng cách sẽ chia cho số khối, chia cho 4 là xong. Vậy là chúng ta đi tính thằng này. Đúng chưa? Thế người ta đã cho thằng này chưa? À, cho rồi. Delta E chi ti gần cho, bởi vì người ta cho độ hụt khối. Thế mà chúng ta đã biết rằng ở buổi học trước, có được độ hụt khối là chúng ta có được năng lượng liên kết, có được năng lượng liên kết riêng. Muốn tính được năng lượng liên kết thì chúng ta lấy độ hụt khối nhân với C bình, dạng hình thức là như vậy. Còn dạng tính toán là chúng ta sẽ tính độ hụt khối theo U, đúng không? Rồi nhân với 931,5 là xong. Bài cho luôn độ hụt khối rồi. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là delta E của chi ti sẽ bằng là độ hụt khối của thằng chi ti nhân với C bình. Đấy là dạng hình thức, còn dạng tính toán của chúng ta ở đây sẽ là bằng 0,009106 nhân với 931,5, đúng không? Thằng này thì sao? Thằng này chính là delta M của Deuteri nhân với C bình. Đấy, còn cái dạng tính toán của chúng ta sẽ là 0,002491 nhân với 931,5 là chúng ta có đơn vị M evol. Em tự tính toán cho thầy. Và rõ ràng là chúng ta sẽ tính ra được thằng này. Được chưa? Sẽ là bằng 17,5 cộng thằng này, cộng thằng này. Và chúng ta sẽ ra ở đây xấp xỉ là 28,3 mét. Đó chính là năng lượng liên kết của hạt nhân heli. Tuy nhiên, người ta hỏi chúng ta là năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli. Các em phải đọc chính xác đề người ta hỏi cái gì nhá. Chứ nhiều khi người ta hỏi năng lượng liên kết riêng lại đi tính năng lượng liên kết, và người ta hỏi năng lượng liên kết thì lại đi tính năng lượng liên kết riêng, rất khổ. Phải tính chính xác. Và chúng ta sẽ ra kết quả ở đây là 7,0754 mét trên một nu cơ lồng. Được chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ chuyển tới ví dụ tiếp theo.